Xin chào các bạn, thì chúng tôi đang đứng ở Kenny khu vực trung tâm thương mại Park Sơn. Ở đây chúng ta nhìn thấy phía trước mặt chúng ta đây thì có rất nhiều những cái ngọn núi. Thì các ngọn núi này rất là xanh tươi, sạch và đem đến những cái luồng sinh khí mới cho cái trung tâm thương mại này. Trung tâm thương mại này được xây dựng với cái khu vực cửa chính nằm ở một cái hình bán nguyệt ôm vòng cung. Và với cái thế bán nguyệt ôm vòng cung này và với chiều của xe cộ chạy vào từ phía bên tay phải, tức là khu vực Bạch Hổ đi vào, thì đem toàn bộ tài lộc khí đến. Và cái cửa cũng được thiết kế một cách ôm vòng cung, đón nhận toàn bộ sinh khí đến từ cái khu vực núi, đem lung mạch tới. Thì như vậy đó là một cái thế phong thủy rất là tốt. Chúng ta vừa đón nhận được sơn khí và đón nhận được thủy khí từ phía trước mặt. Đây là một cách bố trí phong thủy rất là hay. Và do đó tại trung tâm thương mại Kenny Plaza tại trên đảo Penang này, thì khu vực kinh doanh của công ty Park Sơn hoạt động rất là tốt. Thì Park Sơn vừa mới tuyên bố phá sản tại Việt Nam. Thì chúng tôi không biết lý do vì sao, nhưng mà Park Sơn khi làm việc tại Việt Nam thì thiết kế phong thủy không được tốt bằng khu vực tại Malaysia và tại Trung Quốc. Thì ở đây là một trong những trung tâm thương mại rất là tốt tại Penang. Đây là mặt phía trước biển của nó. Thì mặt phía sau thì tựa lưng vào núi, và như chúng ta thấy có phần cái cửa ôm để mà đón khí vào. Thì mặt phía trước là nhìn ra bãi biển. Thì ở phía bên tay trái đó là dãy thanh long rất là lớn. Và phía mặt cửa chính của nó thì đón tài lộc khí đến từ phía trước, dẫn vào khách đi vào bên trong. Thì trái ngược với một số trung tâm thương mại, họ đã bố trí cầu thang máy, thang cuốn đâm thẳng ra cửa, đó là tài lộc hao tán. Thì trung tâm thương mại này lại rất thông minh, họ bố trí cái cửa vào, cái cầu thang dẫn lên thì lại quay vào bên trong. Có nghĩa là khách hàng muốn đi lên thì phải đi một cái đường vòng, làm cho cái luồng khí nó di chuyển hết sức là mềm mại và hết sức là hữu tình, dẫn lên tất cả các lầu trên. Do đó đứng ở tại cửa chính chúng ta không nhìn thấy bất cứ cái cầu thang nào đâm thẳng ra cửa cả. Và ở đây chúng ta nhìn xuống xa xa thì còn thấy một cái cầu thang dẫn xuống dưới tầng hầm. Thì nếu mà dẫn xuống dưới thì biểu thị cho tài lộc nó chảy xuống phía dưới thì hút vào nó sẽ rất là dễ dàng. Tài lộc khí nó cũng giống như thủy khí, thì nó có xu hướng là đổ từ trên cao xuống thấp. Do đó nếu như chúng ta bố trí một cái dẫn vào bên trong và thu hút xuống thì nó sẽ rất là tốt cho phần phát triển về tài lộc và sinh khí của việc kinh doanh tại đây.